Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải của đề thi Toán Trung học phổ thông thi thử năm 2022. Câu số 10. Nghiệm của phương trình log cos số 2 của x cộng 4 bằng 3 là. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Chúng ta phải đặt điều kiện là x cộng 4 phải lớn hơn 0. Vậy x phải lớn hơn trừ 4. Bây giờ chúng ta có công thức. Đó chính là A mũ log cơ số A của B chính là bằng B. Vậy ở đây chúng ta có cơ số là 2, chính là A. Vậy chúng ta sẽ đặt là 2 mũ log cơ số 2 x cộng 4 cho 2 với. Vậy bên phải phải là 2 mũ 3. Chúng ta có công thức này, chúng ta sẽ áp dụng vào đây. Vậy chúng ta sẽ có là x cộng 4 2 mũ 3 chính là 8. Số 4 để sang bên phải. Chúng ta có số 4. 8 trừ 4 bằng 4 và số 4 thì lớn hơn trừ 4. Vậy thỏa mãn của bài toán. Vậy chúng ta phải chọn B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.